Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một chuyên gia nấu bia tại nhà. Đó chính là chiếc nồi Basic Brew 30 lít này. Chiếc nồi này thì mình có thiết kế là một cái vòi ở dưới đáy dùng để xả dịch hèm sau khi các bạn đã nấu bia xong. Một chiếc công tắc bật tắt nguồn, một cái núm xoay để điều chỉnh công suất của máy và nhiệt độ, và một núm xoay để điều chỉnh thời gian. Ở phía bên trong nồi này thì mình có một chiếc túi lọc bã mang dùng khí điều hóa và một cái đáy giả ở đây. Thì để biết được cái phương pháp sử dụng cái nồi này như thế nào thì sau đây mình sẽ nấu thử nghiệm một mẻ bia Smoke Ale. Các bạn hãy cùng tham gia với mình nhé. Đầu tiên các bạn tiến hành đổ nước vào nồi. Bên trong có thang đo rất tiện lợi. Sau đó các bạn bật công tắc và điều chỉnh nhiệt độ, thời gian theo công thức mình có để trên màn hình. Khi nhiệt độ đạt 67 độ C, chúng ta sẽ đặt đáy giả và túi lọc man tiến hành điều hóa. Chi tiết nguyên liệu nấu Smoke Ale mình đã để trên màn hình. Để bắt đầu quá trình lọc, chúng ta cần xả dịch hèm ra một chiếc thùng khác. Sau đó thêm nước 70 độ và tiến hành lọc bã. Quá trình đường hóa vừa rồi thu được khoảng 23 lít dịch hèm. Mình tiếp tục tiến hành xét nhiệt độ, công suất và thời gian như công thức. Với Smoke Ale, mình sẽ bổ sung 20g Tradition vào 7 phút trước khi kết thúc sôi hoa và 5g còn lại vào 10 phút trước khi kết thúc sôi hoa. Như vậy là hôm nay mình đã kết thúc việc nấu bia với cái nồi Brew Basic 30 lít này. Thì mình hy vọng là các bạn có thể trải nghiệm được những cái tiện ích cũng như là tính năng của cái nồi này. Thì hiện nay mình đang bán nồi này tại ABV Beer Shop. Các bạn hãy click vào đường link dưới đây để mua nồi nhé.